Sáng 24 tháng 9, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ trao tặng 2.000 bình oxy y tế phục vụ công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh và tặng 50 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại các khu phong tỏa tại huyện Phú Tân. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Giang Nưng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiết Hùng và lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã đến dự. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả lực lượng công an toàn tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Đồng thời gửi lời cảm ơn lực lượng công an toàn tỉnh, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân đồng hành cùng Đảng bộ chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ các trang thiết bị y tế, phục vụ lương thực, nhu yếu phẩm chăm lo cho lực lượng tuyến đầu, người dân gặp khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp ủy đảng, các ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, quy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Qua đó, tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ, chung sức, chung lòng của các doanh nghiệp, nhân dân, An Giang sẽ sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, trả lại cuộc sống bình thường mới cho nhân dân.